Thế rồi cuối cùng từ một cái giấc mộng là anh thợ cơ khí thì tại sao cái xong anh chuyển phát qua anh đi về phía một một con đường sự nghiệp hết sức là võ biền. À, từ vì từ nhỏ Tùng đã được học võ rồi, nhất nhất là rèn luyện cho mình về sức khỏe, về niềm tin, vượt qua những khó khăn để mà sống. Thì lúc đầu học về khí lại không làm, còn nghề võ là nghề mình tập luyện cho mình, thì sau này tự nhiên mình đem cái nghề của mình để ra phục vụ Cơ là duyên nghề nào bảo mà vệ. hy Thì lúc hữu? đó là một công ty là Bộ Nội vụ mở một cái lớp vệ sĩ kết hợp với một công ty Kotobuki, công ty tập đoàn vệ sĩ của Nhật, để mở một cái công ty vệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Thì Tùng tham gia đó đúng như cái nghề của mình ước mong muốn. Em nhớ là vào những cái năm trước đây, hồi mà em còn nhỏ là cuối thập niên 80, 90 thì những anh con trai ở miền Nam và đặc biệt là ở chốn thành thị, anh nào cũng biết phải ít nhất chơi một cái môn nhạc cụ và phải đi học võ. Ở khắp mọi nơi có lớp karate-do, judo. Taekwondo. Môn võ mà anh tập luyện và yêu thích nhất là gì? Tùng thì học về thiếu lâm là nhiều. Trong thiếu lâm cũng bao gồm tất cả các thế võ, cương nhu, vừa tập thể dục, vừa có thể tự vệ. Và cái hơn nữa là tới lúc mình có tuổi thì tập những cái bài dưỡng sinh để mình luyện về sức khỏe cho mình, có cái ở cái độ tuổi đó sự thèm cái sự dẻo dai, chống lại bệnh tật. Môn của Tùng học là bên Vịnh Xuân Quyền, thì Tùng vẫn thích cái triết lý của Lý Châu Long, nó như mềm như nước, nhẹ nhàng, giống như người ta tới đến thì mình đón, người ta đưa đi thì mình đưa thôi, cứ vậy. Nó giống như nước, nước rất là nhẹ nhàng, có thể làm cả đá mòn mà. Lúc đó Lý Tiểu Long có phải thần tượng của mấy anh không? À, thời đó là thần tượng hết á. Tương trùng là anh và cái người thần tượng của mình cũng như vậy, đi từ một cái lãnh vực rất là võ biền, rất là thể thao và nghiễm nhiên bước vào điện ảnh. Em nghĩ mà ngon trai như anh hồi mới lên Sài Gòn là mấy ông phải vồ liền chứ đâu phải đợi mãi sau này mới quẹo chân qua diễn xuất. Em nói diễn xuất là đó cũng là cơ duyên, chứ anh thì hồi nhỏ là giờ là anh chưa bao giờ nghĩ đến anh đi diễn xuất. Anh cũng rất là nhút nhát, không ở trong lớp học hồi giờ anh cũng chưa vào tham gia đội và nghệ thuật hay là ca nhạc Là rồi hồi gì. hồi hồi thanh niên là Cứ vẫn vậy, cứ yêu là vậy thôi học nghề nè. võ là tốt và sống khép kín. Thì khi anh tham gia vào cái công việc vệ sĩ thì em biết rồi, anh thường hay bảo vệ các cái chương trình lớn, các showbiz, thì vô tình là anh Lưu Trọng Ninh chấm được anh để vào vai của ông Danh trong Dốc Tình. Anh tham gia cái phim mà là phim đầu tiên, Dốc Tình là 204. 204. Lúc đó có ngỡ ngàng, anh có vẻ là anh luôn bước chân vào những nơi mà không hợp với anh chút Đúng nào. rồi, Anh bước chân lên Sài Gòn cũng không hợp không với hợp. căn ngã con người anh, nhưng mà anh lại sống ổn ở đó. Cái xong anh bước vô diễn xuất có vẻ như không hợp. Đang ngồi nói chuyện với tôi chút xíu ông toát mồ hôi rồi. Ông nhát lắm. Mà không biết ông gặp cướp thì ông làm sao chứ tôi nghĩ tôi hù cái ông xỉu liền luôn đó. Em không biết con người như anh này anh bắt nạt được ai, nhưng em thấy là ai cũng bắt nạt được anh này. Anh diễn xuất cái kiểu gì? Ai cũng nói vậy, nhìn qua nhìn nhìn thấy là chú rất là hiền, bác rất là hiền, anh rất là hiền, nhưng khi ra vào công việc thì anh giống như là bằng mọi giá, bằng mọi cái nghiệp vụ của mình phải làm cho đối phương phải sợ trước khi mình ra mình động thủ. Là dằn mặt đó. Thường là người có võ thì sẽ dằn mặt kiểu gì anh? Họ nhìn thấy mình, cái phong thái của mình là họ đã ngại rồi, tức là có bề ngoài, có cái sắc thái. Qua đó anh cũng muốn nói em một kỷ niệm cũng rất là vui, khi anh thường vào những cái vai vậy điềm đạm hiền lành, thì đến lúc mà anh Nguyễn Dương về làm phim về Tam Giác Vàng, Tam Giác Vàng, lão Phật gia. lão Phật gia, Làm sao làm được điều thì đó đó? em biết không, được một cái là cái vai ông này là đã lão Phật gia thì bề ngoài ổng giống là một ông Phật hiền lành, ổng ác từ trong Miệng tâm Nam ra, Mô Bụng Bồ Dao đúng Găm là hả? đó. Lúc hiền thì ok, tới lúc mà ông ác lên Nguyễn Dương lại phải ác hơn nữa, ác Ác hơn hơn nữa, nữa. ác hơn Và anh nữa. làm điều đó có dễ dàng không? Đó anh lại suy nghĩ ngược lại, nói là anh đang đứng trước một cái đối tượng mà đang chuẩn bị đe dọa, hâm dọa để giết mình, thì mình phải ác lên mới vào được Trong vai. kỷ niệm cuộc đời mà từng làm cái công tác vệ sĩ đó, anh có bao giờ sa vào những tình huống cận chiến chưa? Là nhiều, tôi nói nhiều. Thật sự em nghĩ là nghề vệ sĩ ở Việt Nam là mấy ông này là bình bông nải chuối thôi, là mấy người giàu giàu quan trọng, cái xong rồi có hai ba ông vệ sĩ đi bên cạnh nhìn cho nó ngầu đời Đúng vậy rồi. thôi chứ đâu làm gì có tình huống cận chiến. Không, cận chiến thì những cái trường hợp giống như anh dặn trong cái nghề anh hay nói là mục tiêu á, thì mình cũng phải có cách để mình tiếp cận họ.
rồi mình hạ họ từ từ từ. Anh có bao giờ mà anh tiếp cận một đối tượng, một mục tiêu nào đó cái nó nhận ra là thần tượng nó xin chữ ký không? Cũng có. Em biết rồi, người ta khi người ta nói giang hồ là vậy, nhưng giang hồ cũng có loại nghĩa khí của giang hồ. Có nhiều anh giống như người bác gì cũng lớn tuổi rồi, cũng thường xuyên đóng vai giang hồ ở trong phim ảnh. Khi ra ngoài gặp giang hồ nó thấy ít nhiều nó thần tượng. Và cái trường hợp mà để anh làm nhiều nhất là event á. Tại sao khách hàng lại thích anh chỉ huy trong một cái event lớn? Khi anh xuất hiện thì ít nhiều gì cái phong thái là cái nghiệp vụ mình là một. Và cái thứ hai, họ nhìn mình ở trên phim ảnh, họ hợp lại để họ kính nể và họ nghe lời anh. Gần đây nhất là đêm cao đao của vừa rồi ở phố Nguyễn Huệ, thì em biết là trời đồng ơi, khủng khiếp. Bao nhiêu lượt người đó, em rất thấy là đông. Kéo từ bến Bạch Đằng kéo đến Ủy ban Nhân dân. Năm này đông gấp đôi năm trước. Các cửa này sắp sửa bể thì anh Tùng Yuki ơi, chạy qua đây giùm anh một cái. Thì anh qua, thí dụ người ta 10 người nhưng anh có thể làm một người được, là do người ta biết anh. Rồi anh có thể làm dàn xếp tất cả các vụ êm lại. Anh thường là dàn xếp theo cách mềm mỏng hay cứng rắn? Anh mềm mỏng là nhiều hơn. Tại anh vì... nói trong nghề này động thủ là nguy hiểm nhất. Tao nói là quả đấm được bọc bằng nhung. Quay trở lại cái thời kỳ mà anh Tùng Yuki còn là cậu thanh niên mới chân ước chân ráo lên Sài Gòn, thì đã có bao giờ phải sử dụng tay đấm thép hay tay đấm bọc nhung của mình chưa? Cũng có một vài lần em. Khi mà nghề chưa có thì lúc đó tính giang hồ nhiều hơn bây giờ. Đúng. Cái mà nặng nhất là thời đó là thời Cora, là lần đầu tiên có siêu thị vào Việt Nam. Mà ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu là tiếp giáp của rất nhiều tỉnh, mà cũng giang hồ thứ thiệt. Từ Vũng Tàu, rồi từ Bình Dương, sông Bé qua, ai cũng nhắm vào đó. Cái ngày nay mình còn lại hầu hết là lưu manh. Đúng không? Chứ không phải, không đáng được gọi là giang hồ. Trong các cái truyền thuyết về võ thuật mà anh đã học, có những vị là cho rằng là giang hồ, nhưng thật sự là lấy của người giàu để giúp người nghèo. Chứ không phải là giang hồ là đụng đâu đánh đó. Cái trường phu họ có. Nghề vệ sĩ thì nó cũng xem như vậy, nhưng mà được hỗ trợ về luật pháp, và tụi anh làm đúng anh theo luật pháp. Anh là luật phân tiên quốc doanh rồi. Cái máu mà hỗ trợ người trong anh, lúc nào anh ngồi được, anh thấy một cái gì bất đồng, anh cũng dừng lại anh nói. Anh không đánh, nhưng mà anh dừng lại anh nói. Cái điều đó là không tốt. Thí dụ hôm bữa đi qua ngã tư, thấy một xe Honda đụng một xe Honda khác. Nếu thấy người ta không có gì thì mình xin lỗi, không đâu, cũng nhào xuống đánh cho bằng được. Thì anh đứng ra nói vậy là đủ rồi. Anh chỉ nói vậy là đủ rồi, là người ta đã dừng rồi. Rồi hai bên có bên nào xông vô xin chụp hình chung không? Rồi cái người mà động thủ thấy anh nói vậy thì bỏ chạy thôi. Cái thời mà anh mới đến với Sài Gòn á, con người ta có hời hợt như bây giờ không? Không, hồi ngày xưa thì người ta thân tình hơn. Không có cái bon chen nhiều. Tính ra là vì cuộc sống bon chen nhiều, mọi người cứ vội vã. Ai cũng muốn mình phải là người chạy trước. Thậm chí một con đường như vậy thì mình tới trễ một tí thì mình chậm sau. Không, cũng cố vượt lên. Anh từ bên công viên Lê Thị Riêng đi vào đường Nguyễn Văn Đan, qua một cổng xe lửa. Anh nghĩ sao, tại sao cái cổng xe lửa như vậy, mỗi bên có một con đường như vậy, không đứng cũng phải chen ngang. Khi chen ngang thì dĩ nhiên khi mà xe không đi được thì bị kẹt thôi, bị nghẽn đường thôi. Anh cứ bức xúc cái điều đó. Anh nói thậm chí nếu mà được, công ty anh sẵn sàng hỗ trợ ở đây. Tới giờ mà cái đoàn tàu vậy, tụi anh ra đứng để chặn, để làm hai cái lối đi cho rõ ràng. Mà Việt Nam mình vội vã và thậm chí lưu mạng nữa. Con đường xe lửa vậy mà barrier rồi, vẫn đi sát vào, lách qua barrier, đứng sát với cái đầu xe lửa. Thấy rất là nguy hiểm. Và chả hiểu họ định đi đâu mà gấp đến đúng như thế. Vậy. Rồi chạy lên lề, rồi cái ngã sẽ ngã nhiều hơn. Em nghĩ đây không phải là vấn đề của giao thông, hay là cần có phải có biện pháp an ninh để mà... Đây mà là ý thức. Tâm ý lý thức, con người ý thức, tâm lý con người. Dần dần em có cảm giác là người ta đồn là đúng á, anh là ông già nhà người ta. Tức là không lẽ không bao giờ anh không nổi nóng? Không, anh ít nổi nóng. Chưa bao giờ anh rồ ga trên đường? Không. Điều đó nó nằm điều trong tư là... chất con nhà võ hay... Đúng rồi. Tự vì trong võ thuật là mình có những cái bài mình điều khí huyết, cái hơi thở của mình để làm mình trầm. Ví dụ mình đang nóng thì mình hít sâu thế nào, mình giữ lại cái hơi thở mình để mình điềm tĩnh lại, trầm lại. Vì tất cả những cái nóng vội, tất cả những cái nóng nảy, cái sân si, cái cạnh tranh, nhiều lúc mình sử dụng nguy hại đến cái đối phương của mình, thậm chí dẫn đến chết chóc. Anh sợ điều đó xảy ra. Anh sợ ra đòn mà không thối lui được. Vâng.
Điều gì sẽ làm cho anh mất kiểm soát nhất? Anh thì tính nhạy cảm nhiều. Khi anh thấy người ta quá khổ, khi đó là mình chưa nhận định được cái khổ đó là thiệt hay là khổ giả. Cái đầu tiên là mình bắt đầu trải lòng ra, sẽ dẫn đến người ta dễ lợi dụng mình. Nhân vật mà người ta hay gọi là anh hùng vũ duệ, là anh hùng dễ dụ. Sài Gòn đã lừa anh bao giờ chưa? Nói lừa thì không lừa. Xí gạt anh. Chắc có gì. Thì đó, anh nói là cái tính nhạy cảm anh quá nhiều. Anh xuất phát từ một người cũng quá khổ, nên mình hiểu được cái sự cộng cam khổ của họ. Nên cái phấn đấu của anh không muốn gì nhiều. Anh chỉ muốn là mình đủ sức, đủ lực làm để ai có một cái điều gì mình hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ với người tốt, người hiểu không biết gì. Có những người không hiểu, cứ nghĩ là ông này chắc là diễn, nhiều lúc họ nói trời ông này chắc diễn viên quảng cáo nhiều hay diễn là chắc giàu lắm. Thật sự anh giàu là giàu tình cảm thôi, chứ tiền bạc của cái thì có thì nó cũng phải hết, phải lo những cái việc khác nữa. Tại tướng anh giống đại gia. Nhưng anh không mong muốn là mình đa dạng. Sau một cái xuân mới nữa, thêm một tuổi nữa, thêm một năm nữa sống ở Sài Gòn, mặc dù anh vẫn là một cục Gia Lai đó, nhưng mà em có nhìn thấy Sài Gòn cũng đã làm nên một phần con người của anh. Có lẽ anh vẫn đơn sơ, anh vẫn hiền lành và hướng đến gia đình như những ngày đầu anh đến với Sài Gòn, nhưng hình như sự lão luyện với môi trường xung quanh và sự kiên nhẫn để thứ tha với môi trường xung quanh, đó là cái điều mà Sài Gòn đã dạy được anh. Còn anh nghĩ rằng là những cái điều mà thành phố này đã tạo ra cho anh còn là cái gì nữa? Một cái ký ức quá dày ở trong anh, từ lúc là một cậu thanh niên vào Sài Gòn đến bây giờ có một gia đình hạnh phúc vững chãi, có một đồng đội luôn yêu thương nhau gắn bó, bạn bè xung quanh. Thì anh nghĩ rằng quá đủ. Anh nói là anh không ước mơ gì hết, và anh có thể bước qua tất cả những cái sự hy sinh, thậm chí trong một lúc nào đó mà có sự đấu giữa cái chánh và cái tà, mà anh có chết vì cái chánh, anh cũng vẫn cảm thấy là mình vui, chứ anh không còn ngại gì nữa, từ vì đã qua nhiều. Nếu người ta không chọn nơi mình sinh ra, còn anh thì lại chọn được cách để mình chết đi. Nếu có thể chọn nơi mình ra đi, anh sẽ chọn đó là Gia Lai hay Sài Gòn? Mình không thể chọn được. Anh cứ nói vui với bạn bè, nếu mà chết đâu thì nằm đâu thì chôn đó. Cái nguyện vọng của anh là cuối đời thì anh cũng không muốn là ai biết mình mất. Đơn giản, có gì đó thiêu xong đem xuống sông, một nửa bỏ xuống sông Sài Gòn, nửa đem về sông trên quê anh là đủ. Mà đầu năm anh nói vậy thì cũng không vui lắm. Đầu năm mình nói chuyện nó tươi trẻ hơn, tươi đẹp hơn. Em không có sợ xui đâu. Em thì em nghĩ thật là tuyệt vời khi mà mình đang sống ở một miền đất mà mình biết rằng là mình yêu thương nó đến mức nếu có thể sẽ gửi một phần cuộc đời, thân thể cho buổi những gì còn lại. Mặc dù anh Tùng thì mỗi năm sẽ vẫn dành cái Tết, những ngày thiêng liêng cho Gia Lai, quê hương của anh, cho dòng tộc, cho nơi từ đó mà anh đến. Nhưng mà 40 năm một cuộc đời đã trải ra với Sài Gòn, 40 năm một cuộc đời và một phần đời sẽ ở lại với Sài Gòn đã là một điều an ủi cho thành phố để có những cư dân như anh. Nếu mà có thể gửi một lời cảm ơn đến với Sài Gòn, anh sẽ cảm ơn Sài Gòn vì điều gì? Anh đã cảm ơn Sài Gòn là ba mẹ anh, quê hương anh ở Gia Lai cho anh một cái hình hài như vậy. Nhưng mà cái tư chất, cái lối sống của anh là đất Sài Gòn là nhiều hơn. Mặc dù là người ta nói Sài Gòn phức tạp bôn ba rồi bon chen, nhưng mà anh chỉ nhìn cái phần tích cực ở trong đó, nó mới vun đắp lên một con người. Dĩ nhiên chỗ nào cũng có tiêu cực hết, cũng có thế này thế nọ, nhưng mình phải nhìn về cái mặt tích cực thì cái cuộc sống mình mới vui hơn nữa. Mình thấy người ta chen, mình dừng lại, thì biết đâu trong đám đông đó cũng có những người giống như mình, họ biết dừng lại, thì lúc đó thì xã hội, cái nhận thức của người ta mới nhiều hơn.
có vẻ như là Sài Gòn đã phồn thịnh lên từ những dân nhập cư như vậy. Và có lẽ cũng chỉ riêng ở thành phố này chưa bao giờ có câu chuyện tranh cãi là Sài Gòn gốc hay Sài Gòn nhập cư. Bởi nếu mỗi người Sài Gòn nhập cư đều thương cho mảnh đất chung như vậy thì có lẽ cái Tết nào hay là cái mùa nào trong năm cũng sẽ là một cái thi vị và một cộng đồng tốt đẹp để tất cả mọi người sống cùng với nhau.